lắm chị ơi. Mẹ nấu bánh trưng xanh và gió khẽ tay đưa để tiếng mưa lẫn hoàng từng trên từng trên. Bài chị mà bạn nên nghe ít nhất một lần trong đời. Một, thất bại không đáng sợ, dậm chân tại chỗ mới đáng sợ. Hai, bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống đều thua kém bạn. Ba, không có gì là không thể với người luôn biết cố gắng. 4. Cuộc sống chỉ cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. 5. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống, đó là hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi ở một mình và hãy cẩn trọng lời nói khi ở đám đông. Trời mà lại như thế này ấy. Kể mà không có người yêu ấy thì cũng cô đơn đấy. Nhưng mà suy đi nghĩ lại ấy thì là không có ăn, không có mặc thì mới chết. Chứ còn không có người yêu ấy, mình vẫn sống tốt mà. Nhịn thở 7 giây, sau đó thở ra 8 giây. Chỉ với 3 bước đơn giản, thực hiện liên tục khoảng vài lần là bạn cảm nhận được cảm giác buồn ngủ rồi. Nhớ follow mình đi nhá. Mày đẹp lớn, mày đẹp trai, mày nhà giàu, mà mày hay đó hả? Thì tao xấu, nhưng được cái tao nghèo. Mày nghèo bằng tao không? Đồ chó. Lâu rồi ơi, cho em hỏi, Tết này có ai đi chơi với em không? Xin lỗi mày xấu như ma, Tết này mày hãy ở nhà đi con. Ra đường chỉ khổ mọi người thôi con. Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời đâu. Chưa biết ai ngày mai hơn ai đâu. Đừng có khinh người, thấy anh em xảy ra hoạn nạn, đừng có cười chê. Đừng có cười đến nỗi đau của người khác. Đừng có sống ối dôi ôi như thế. Đời còn dài lắm. Đời còn dài. Anh em còn phải gặp nhau. Đừng có thấy người ta hoạn nạn mà cười đểu. Đừng có cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đừng có ngư ông đắc chí. Trong đầu đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu. Chỉ nghĩ người ta có việc, có chuyện gì mình mới vui. Ở đời này sống phải có tâm. Sống phải có tâm thì ắt sẽ có tầm. Khi có tầm rồi, có quan hệ sẽ có tiếng. Mà khi các bạn có quan hệ rồi, có tâm rồi, có tâm rồi, làm sao có chuyện không có tiền nhá. Sống ở đời này phải biết tôn trọng nhau, kính trên nhường dưới, thêm bạn bớt thù. Mình là lá rành lành đùm lá rách, lá rách phải đùm lá lát, lá lát đùm lá tả tơi.